Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, dự án xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và vệ sinh thị tứ Toàn Thắng, huyện Kim Động được chính phủ Phần Lan tài trợ xây dựng với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng với hai hợp phần gồm công trình cấp nước sạch và hệ thống thoát nước và vệ sinh. Công trình được bàn giao cho xã quản lý vận hành từ năm 2012. Tuy nhiên, đến nay, hợp phần hệ thống thoát nước và vệ sinh không hoạt động, trở thành khu vực tập kết rác thải. Điều đáng nói là cán bộ thôn lại cho hai hộ dân mượn không đồng hàng nghìn mét vùng đất để sản xuất kinh doanh. Đây là hợp phần dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước và vệ sinh thị tứ Toàn Thắng, huyện Kim Động. Ông Lý Văn Hệ, bí thư chi bộ, trưởng thôn An Xá, xã Toàn Thắng cho biết, năm 2008, xã Toàn Thắng có thu hồi hơn 2 hectare đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh theo mô hình hồ lắng tự nhiên có sử dụng vi sinh. Tuy nhiên, do dự án không hoạt động, nên Ủy ban Nhân dân xã Toàn Thắng đã trưng dụng diện tích đất này làm nơi tập kết rác thải của hai thôn An Xá và Trương Xá. Điều đáng nói ở đây là cán bộ thôn đã cho hai hộ dân là ông Tạ Xuân Hinh và ông Lý Văn Nhất mượn tới hơn 3.000 m2 làm nơi sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và tập kết giàn giáo xây dựng. Công ty của anh Nhất có đặt vấn đề là muốn để nhờ cái cốt pha trong lúc dịch dã chưa tìm được chỗ nào. Thì muốn để nhờ thì tôi cũng quan điểm là cho để nhờ mà khi nào mà người ta dùng đến là phải trả. Cũng có ý kiến với xã là người ta cũng để nhờ. Gia đình ông Tạ Xuân Hinh là người mượn được gần 3.000 mét vùng đất dự án và đã tiến hành xây dựng nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, tập kết nhiều máy móc, thiết bị cũ và sản xuất cọc bê tông đúc sẵn. Ông Hinh cho biết thấy đất bỏ hoang, trong khi gia đình thiếu đất sản xuất kinh doanh nên mượn tạm đất của dự án và được thôn, xã đồng ý, cũng là để bảo vệ trông nom khu đất của dự án. Cháu nó không có bên bãi thì cũng đặt vấn đề mấy địa phương cho cháu nó được làm nhờ ở trên một khu đất ở cái khu nước thải này. Để tức là các cháu sản xuất cọc bê tông từ năm 2011. Cũng với lý do như ông Hinh, anh Nhất đã mượn tạm được hơn 700 mét vùng đất của dự án. Hiện nay khu đất này được kinh doanh riêng, kín cổng, cao tường để tập kết giàn giáo xây dựng. Tôi sử dụng cái diện tích này là độ khoảng 700 mét vuông. Tôi thấy cái bãi nó trống này thì là tôi cũng về đây tôi dọn đi để nhờ tạm thôi. Tôi là nhờ cái mặt bằng này là của bên thôn. Xã trước đây cũng đã giao cho thôn quản lý và trông coi đấy. Và đặc biệt là nghiêm cấm mọi cái vấn đề làm vấn đề biến dạng ảnh hưởng đến công trình đấy. Hiện nay có mấy cái hộ đó thì họ cũng xin ý kiến của thôn đấy. Và thôn cũng đã có ý kiến là họ cũng chỉ xin tạm thời khi họ có mặt bằng, mà khi nhà nước hoặc là xã thôn sử dụng đến thì họ sẽ di dời toàn bộ cái phần họ sử dụng đến nơi khác để trả lại cho thôn và xã sử dụng. Thôn cũng chỉ cho họ nhờ thôi, không có hợp đồng thuê hoặc không có thu lợi bất cứ một cái khoản tiền đó. Việc lãnh đạo thôn An Xá, xã Toàn Thắng tự ý cho dân mượn tạm hơn 3.000 mét vùng đất dự án không thu tiền trong nhiều năm đang đặt ra dấu hỏi nghi vấn lớn, gây bức xúc trong nhân dân địa phương. Lãnh đạo Ủy ban dân xã Toàn Thắng cần sớm vào cuộc để xem xét thực hư việc cho mượn đất không đồng để sản xuất kinh doanh của cán bộ thôn An Xá và công khai giải quyết dứt điểm tình trạng trên, bảo đảm đúng quy định quản lý đất đai, tài sản nhà nước và sự công bằng trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề tại sao dự án hợp phần thoát nước thải và vệ sinh được đầu tư nhiều tỷ đồng tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động không hiệu quả, gây lãng phí nguồn vốn tài trợ, chúng tôi sẽ đề cập vào một chương trình khác. Tới đây, mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.